chín hết trơn rồi mẹ. Chia người này người kia miếng. Năm nào cũng có trái hết nha. Thấy ham quá à. Cái trái ngon quá trời trái luôn kìa. Con cũng biết bẻ mà tại mẹ không cho con bẻ chứ. Trời khi dễ hoài trời. Ok, giật gung gung hết trơn mà chưa đứt trái xài nữa. Xài thì không có dễ bẻ đâu. Nó không giật gì nó mới là. Mấy em hay giật người tại vì bả là nó văng trái xài là nó rớt ra ngoài hết trơn. Để nó gì ăn cái gì. Giống xài này đó, giống xài của mà ông Hai Nhung nè. Năm nào cũng xài chứ. Ừ, rồi cái rồi ông đốn hết trơn rồi cái rồi. Tôi thấy vậy tôi lấy mấy cái hộp này nè. Hồi đó ông đi mua xài á. Chín rồi, chín nhất luôn. Chín lắm rồi, nó cái da trên rồi nó cóc da trên rồi nè. Ăn gì mới ngon nè. Ăn gì chưa ngon nó đang chậm mới ngon. Thôi, nó sẽ cát ngon quá. Nó cũng chiếc tôm nè. Bẻ cái sợi cát luôn. Nhiều xíu luôn. Nhiều là cái giờ cũng được luôn, nó đồng chân để sẽ được cái đồng nhỏ xíu ha. Hãy đây con chụp. Hãy con chụp, bạn con chụp được. Hãy đây. Hãy đây. Hãy đây. Thấy gì chưa? Sung lắm, bẻ tao bẻ. Mày bẻ không được đâu, mày làm bậy bạ nó rớt hết trơn, khỏi ăn luôn á. Dễ quá. Nó làm kỹ gì mà nó còn rớt này thôi.
mình phơi mấy tiếng mình mới lấy vô mẹ. Phơi cho nó khô ngủ hả? Ủa không khô ngủ thì thúi hả? Ngộ vậy.